Thưa quý vị, mùng 3 Tết đồng thời là ngày lễ tình yêu, miền Bắc đã có một ngày thời tiết đẹp, nắng ráo. Sang ngày mai, rãnh thấp thay thế khối không khí lạnh tiếp tục chi phối, miền Bắc trời tiếp tục có nắng sớm, nền nhiệt ngày mai ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố phía Đông sẽ trong khoảng từ 25 đến 27 độ, còn ở khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 27 đến 29 độ. Nằm ở rìa phía Nam của khối không khí ấm, ngày mai miền Trung tiếp tục là một ngày nắng ráo, trời nắng từ sớm tạo điều kiện cho nền nhiệt ngày ở Trung Bộ tăng đều. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Trời nắng nhưng không nóng. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc vui chơi trong những ngày đầu xuân năm mới. Với các tỉnh thành phía Nam, thời tiết tiếp tục là chuỗi ngày dễ chịu. Trong đêm nay và ngày mai, những nhiễu động gió ẩm vẫn duy trì. Vì vậy, ở Nam Bộ và Tây Nguyên ngày mai vẫn là một ngày có nắng từ sớm với cường độ nắng trung bình. Nhiệt độ cao nhất ngày ở các tỉnh thành phố Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 27 đến 29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Thời tiết tiếp tục ủng hộ cho người dân Nam Bộ và Tây Nguyên du xuân trong đầu năm mới. Trên biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Đông Bắc đến Đông mạnh ở mức cấp 4. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5. Cả hai vùng biển đều không có mưa rông và tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.